Hết hồn nó, bóng đèn điện tắt queo. Con giấy sạn có gì không? Hello, xin chào mừng thầy quý chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sun Life Blog nha cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị. Đang có ngồi thấp gì? Thì cái này, thì hôm nay hai anh em mình đang chuẩn bị quay lại cái căn nhà mà chủ nhà bỏ nhà vì cái bông mà áo trắng đó mọi người. Thì cái nhà thì ở lần trước anh em mình thấy khi anh em mình đặt cam là lúc anh em mình sắp kiểu đi chào về đó, khi hai anh em mình vô đang chào tạm biệt khán giả thì đứng ngay góc đó luôn. Ừ, đứng thần lự luôn. Hình luôn cả nhà. Mà không biết là nó đứng từ khi nào thì anh em mình không thấy. Lúc mình đi vô đâu thấy đâu. Ừ, khi mà mình chuẩn bị lấy cam mình ngoái là mình thấy nó đứng thần lự chứ nó hết hồn chạy luôn. Hai anh em tóc chụp cam chạy đại ra ngoài luôn. Mà cái ơi mà cái bông này mình thấy nó xuất hiện mà nó rõ rệt ghê luôn á. Thì đúng rồi, hầu như là anh em mình thấy khi mà về anh em mình xem video lại thấy cái bông này rất là vàng. Ừ. Bởi vì là cái người ở trong nhà, gia chủ trong nhà ta không dám ở được phải. Thì đó, xuất hiện mà kiểu ý như người luôn. Ừ, giống như người luôn. Nói chung là từ trước giờ mình đi quay cũng nhiều nơi mà tôi thấy cái vong nào nó xuất hiện rõ ràng như luôn chặt. Dạng nữa. Như là cái lúc mà nó đi ngang cửa thấy không? Đi giống người luôn á. Đi từ từ. Thì cái nhà thì hôm nay hai anh em mình quay đây và sẽ tìm hiểu thêm về cái vong này. Mà thật sự cái vong này chưa biết là nó hiền hay dữ thì chưa biết. Thì cái nhà thì hôm nay anh em mình tới đây thì ở ngoài trước có cái trại và bảo an đó cái nè, thì hôm nay là anh em mình thấy là họ treo đèn đây, chắc có lẽ là do nó xích ngoài đường nè. Ừ. Người ta sợ xe đi băng đêm băng hôm á. Ừ. Sợ tông vô nên chắc có lẽ người ta treo đèn. Với lại tại cái nhà người ta cũng sợ ma, ta bắt đèn sáng mà. Thì để hôm nay anh em mình vào xem thử cái vòng này như thế nào nha mọi người. Thì ok, thì bây giờ hai anh em mình xin mời cả nhà cùng theo hai anh em mình vào bên trong nha. Đi thôi cả nhà. Thì cái nhà thì mọi người thấy không? Cái nhà thì nằm ở đây. Thì đó có cái trại thì hôm nay mới đèn sáng trưng mà thấy không? Ở đây có cái đèn tự động này nha. Ừ. Hôm trước thì tới mình thì hết hồn hết vía. Hồi sớm anh em mình có liên hệ chủ nhà là chủ nhà cho biết là trong nhà vẫn có đèn điện bình thường. Thì chút xíu nữa anh em vào nhà anh em sẽ mở đèn luôn mọi người. Quay cam màu cho người xem luôn. Nó đèn... sáng trưng lên đó. Khi mình giơ tay lên là sáng. Y như là mình có một cái sức mạnh nào đó. Hôm đó là cái bóng nó đi từ đây nè. Đi dài vào đây nè. Tiếng động ở trong nhà. À, trong nhà tiếng động. Rồi trời. Hết hồn nó, bóng đèn điện tắt queo. Ê.
nó xuất hiện đâu đó đó. Nó thấy xuất hiện đó mà. Cái nhà nó minh nó xuất hiện chỗ đó mọi người. Gì? Tại đứng này nó trắng trắng đâu. Đâu? Đây này, mấy mạng đó. Mấy mạng. Còn cái áo á. Ê, làm đụng 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 giống nè. Mở đèn lên. Bây giờ mở đèn lên. Qua cho mời chỉ có màu đi. Chỉ qua màu đi. Vừa thấy không? Trong này thẳng chân luôn. Ta nghỉ nuôi rồi. Ừ. Ở đây cho mấy cái bồn. Đây cho mấy lươn đó. Ở đây có mấy con lươn nè. Ê, mạng nhít kìa. Mạng mới nhít kìa. Có gì đâu. Ừ. Ui. Tiếng gì kẹt kẹt đó. Không biết. Ủa, cái này hoàn toàn không có chân mọi người. Không thấy gì chân. Nó xuất hiện. Ê, tắt đèn đi, tắt đèn. Biết sao? Mở đèn nó không dám xuất hiện đâu. Nó bò lên đó. Có thấy ngay cái chết đó. Ở bên thành đâu, dưới đó nó bò lên ta. Kéo màn luôn rồi kìa. Màn đóng là kìa. Ừ. Tiếng đục trùng. Mà nãy cũng tiếng động cho mình vô đâu thấy đâu. Thì bởi vậy. Ê thôi gì, vô nữa. Cái đường này nó phát là khó đi được. Ừ. Gặp mà anh em mình muốn chạy gì đâu. Ủa dạ. Cái màn đậm đậy kìa. Cái màn, dạ. Ở nhiều. Tiếng gì vậy? Có tiếng gì không? Có nghe tiếng gì, tiếng rên. À. Phát ra từ bên ngoài. Ừ. Hay ra ngoài kiểm tra coi. Nghe tiếng rên rên phía ngoài vậy. Gì đó. Ừ.
cái màn không đưa, không đưa. Ừ. Tiếng cốc 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 đâu này trời. Này vô. Nó trồ, nhô 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 rồi kìa. Ngắt à? Ừ. Làm cái trọng cái gì á. Ê, thì dòng ở phía sau đi, phía sau còn cái cửa sao á. Cửa sao nãy anh thấy phá lại rồi đâu có ra được đâu. Phá, ê, kìa ra sao thử có cái lỗ nào quay vô trong được không? Bây giờ đi đường trước không được mọi người. Cái màn nó cứ ngắt mà anh em mình không dám mạo hiểm vô nữa. Bây giờ dòng ở phía sau thử có đường nào quay vô cho người thấy được. Bỏ nước kìa. Bỏ bớt chịch vậy. Không có đường nào quay được chứ. Bích chịch rồi. Hồi nãy nghe tiếng ghen ghen phía ngoài nữa ta. Cái mạng nó hở hở ra kìa. Cho anh Nguyên nha, cho anh Nguyên nhóm kéo cái mạng nha mọi người. Không có thấy gì hết á. Đâu bước trong coi thử đi. Thấy gì không? Không có gì hết rồi. Nè anh thấy tao chui vô dưới giò chui lên nè. Nãy nãy lúc mà mình quay ở ngoài vô thấy dưới này chui lên nè. Dưới này nè, tiếp chui lên nè. Lại ở dưới sàn. Mà cái đường hẻm lên chút xíu xíu xong luôn rồi. Ở trong trong này có nhiêu đây mọi người. Mà cái cửa đó thì bị gài lên rồi đâu có ra được. Tiếng gì vậy? Đâu có không để gì đó. Mà có tiếng gì vậy?
em gu luôn ha. Vậy. Đi kiếm vô da nó giờ là như không thấy à. Đóng tiêu không biết. Đợi một xíu nó có tiếng động đâu không? Tiếng gì? Có tiếng gì đâu, cục 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 ấy. Có tiếng gì đó. Thấy không? Này có lỗ gì nè. À, cái lỗ thoát nước rồi. Có cái sàn có gì không? Mày có. Đang thùi hả? Ê, cỡ lắm lận. Ừ, đang thấy những mặt đang thùi vậy. Ê. Gì? Rồi kiểm chích ên luôn. Quái cái này tưởng nãy giờ tưởng nó cái đầu quay đây không à. Nè. Chùm đen thui. Nãy người quay cái này thấy những cục lụ đâu rồi. Quả cái cửa ông đi kiểu mở thì ghê rồi chứ. Có két. Vô đây cái nữa này. Vô bôi xuống buồn vô đây. Mặt đèn đi. Nói chung là chỉ lúc tắt đèn anh em mới thấy thôi. Còn mà bắt đèn chung là nó dậy như nó tiếng đậm thôi chứ nó không có mình thấy rõ đâu. Thì nãy anh lúc mình quay vô mình thấy nó ở dưới này chui lên nè. Lật đèn là mất tiêu rồi, không nghe tiếng động luôn. Ừ, cửa nó gãy ngắt rồi.
Dạ, ngồi lỗ nguyên trời. Em thấy cái gì trắng trắng ở chỗ cái khe kìa. Em thấy cái gì trắng trắng ở chỗ cái khe đó. Ý. Gì? Gì? Thì có khe nhắn nhắn ngoài. Để đây nè. Để cam đây đi. Không có gì. Biến mất rồi. Cái nhà ơi. Thì cái bông này nó thập thò quá, chắc là anh em mình sẽ tạm dừng máy đi đặt cam mọi người. Thì bây giờ anh em mình tạm dừng đó nha. Ok. Thưa bé nha, thì hôm nay hai anh em mình đặt cam mà đặt cái bắt đèn cam màu mọi người. Để cho cái nhà mình xem thử cái cảnh ban đêm trong nhà hoang này mà bông nó xuất hiện cái cam màu ra thế nào nha. Thì anh em mình có để thêm cái đèn LED cho nó sáng, nó nhặt tay đặt cam màu. Nếu mà không có cái đèn thì cả nhà không thấy được gì đâu. Tại vì hôm trước anh em mình đặt cam hồng ngoại thì thấy nó gõ quá. Đó, hôm nay anh em muốn đặt cam màu cho chú chị mình xem rõ khung cảnh có màu thì dễ coi hơn nhiều lắm. Thì bây giờ chắc là anh em mình sẽ tạm ra bên ngoài xem nó xuất hiện như thế nào mọi người. Ok, thì
Thì cả nhà ơi, thì anh em mình ra mà nãy giờ không biết con chú mình trong đây thấy cái vong xuất hiện không mọi người. Thì cả nhà thì từ sớm giờ có nhà anh em mình ở bên ngoài không biết ở bên trong này là cái vong có xuất hiện hay không, thì cả nhà nó xuất hiện thì cả nhà hãy cho mình biết nha. Đi ra coi thử có đây có gì không. Không có gì hết. Ê. Cái nhà thì cái vong đang đứng đó mọi người. Để mình lại là lần thứ chạm thứ ít rồi. Cái nhà vong mới đứng đây nè mọi người, bụng đứng đây mình tính lại đưa tay lại mất tiêu mọi người. Thì cái nhà thì chắc có lẽ nó giờ trong này chắc có lẽ vong cũng đã xuất hiện rồi, mà anh em mình vào thì thấy nhưng mà không chưa giao tiếp được gì hết. Thì cái nhà thì ở trong cái căn nhà này hầu như cái vong này họ rất là bình thường, không có kiểu như là không có sợ người luôn đó nè. Thì cái nhà thì bây giờ chắc lẽ anh em mình xin kết thúc video, và có gì quý cô chú anh chị mình xem thấy gì thì nhớ comment với phần bình luận nha cả nhà. Thì cái nhà thì đến đây anh em mình xin chào và tạm biệt cả nhà. Ok, bye mọi người nha. Bye nha.